Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 11 tháng 1 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019. Công an tỉnh tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Huyện Quế Châu có doanh thu từ trồng cây có múi đạt 220 tỷ đồng. Sôi động thị trường hoa cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đẩy mạnh kiểm tra chống hàng giả, hàng lậu dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Năm 2018, ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã làm tốt công tác tham mưu theo yêu cầu của cấp ủy đảng của ngành và phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tập trung giải quyết được nhiều vụ án phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Tuy nhiên, trong năm qua, ngành kiểm sát hai cấp vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như sự phối hợp với các cơ quan tư pháp có việc còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời, chất lượng hiệu quả hoạt động tư pháp chưa cao, còn để xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung. Việc phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả kháng nghị, kiến nghị yêu cầu chưa cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã ghi nhận và biểu dương thành tích ngành kiểm sát hai cấp đã đạt được và để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu năm 2019, ngành kiểm sát cần tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, chủ động phối hợp và có biện pháp để quản lý chặt chẽ tình hình vi phạm tội phạm và phân loại xử lý kịp thời các loại việc. Chủ động và tích cực tham mưu có hiệu quả với cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp, đồng thời theo yêu cầu của cấp ủy chính quyền địa phương. Nhân dịp này, ngành kiểm sát tỉnh cũng đề nghị tặng cờ thi đua cho hai đơn vị và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành cho hai đồng chí và ba đồng chí được tặng bằng khen. Chiều nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự. Cùng dự có các đồng chí Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2018, lực lượng công an đã điều tra khám phá 433 vụ án hình sự, 38 vụ án kinh tế, tham nhũng, 145 vụ cờ bạc, 237 vụ án ma túy. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Án nghiêm trọng và án ít nghiêm trọng đạt 83,78%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt nhiều kết quả thiết thực. Năm 2018, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 2,2 nghìn tin báo về an ninh trật tự, trong đó có gần 1,7 nghìn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá thành công nhiều vụ việc. Toàn tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động của trên 1.000 tổ chức tự quản, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu thực hiện hiệu quả nghị quyết của các cấp về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, tập trung lực lượng đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các quy định về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bình yên, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Nhiều tập thể cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.
Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sun Group về tìm hiểu hợp tác đầu tư. Cùng sự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn Sun Group giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của tập đoàn, các lĩnh vực và thế mạnh đầu tư của tập đoàn. Hiện tập đoàn đã có dự án đầu tư tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, hầu hết là các dự án có quy mô lớn thuộc về 3 lĩnh vực chính là vui chơi giải trí, du lịch và bất động sản. Tiêu biểu là các dự án du lịch cáp treo hiện đại tại Đà Nẵng, Sapa, Phú Quốc và Hạ Long. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng hoan nghênh chủ trương đầu tư vào địa bàn tỉnh của tập đoàn Sun Group, đồng thời giới thiệu những nét khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng cùng chính sách của tỉnh trong thu hút đầu tư vào địa bàn thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gợi mở một số ý tưởng mà tỉnh đang tập trung quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh tại các địa danh lịch sử nổi tiếng để tập đoàn Sun Group nghiên cứu tìm hiểu. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp tập đoàn tìm hiểu và đầu tư dự án vào địa bàn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị lãnh đạo tập đoàn phối hợp với các sở ngành của tỉnh để nghiên cứu khảo sát tính khả thi của việc đầu tư nhằm thúc đẩy, thu hút đông đảo hơn nữa du khách về Hưng Yên theo hướng tuyến du lịch tâm linh và du lịch dọc theo sông Hồng, sông Luộc. Chiều ngày 10 tháng 1, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định làm trưởng đoàn, đến tỉnh ta tìm hiểu về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Nam Định đã đề nghị tỉnh ta chia sẻ những kinh nghiệm cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, chính sách tích tụ ruộng đất hỗ trợ khuyến khích nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vấn đề đầu tư về hạ tầng như điện đường, thủy lợi tại các vùng chuyển đổi, đầu ra cho sản phẩm nông sản, kiểm soát ngăn ngừa vi phạm trong quản lý sử dụng đất vùng chuyển đổi, sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong quá trình chuyển đổi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh những năm qua để đạt được mục tiêu và hiệu quả trong chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiến hành rà soát, lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Tỉnh thực hiện chủ trương khuyến khích tích tụ chuyển đổi ruộng đất theo quy hoạch, giao chỉ tiêu cho từng địa phương, quy trình sản xuất canh tác được nghiên cứu, phổ biến công khai tới người dân để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Để nâng cao giá trị sản phẩm, lãnh đạo tỉnh và các địa phương tích cực vào cuộc để liên kết quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân. Việc ngăn ngừa xử lý vi phạm về đất đai trong vùng chuyển đổi được tăng cường chỉ đạo quyết liệt. Hiện nay, công tác chỉ đạo tích tụ ruộng đất đang được tỉnh tiếp tục thực hiện khuyến khích theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung chất lượng cao. Sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh. Theo tiêu chí chấm điểm của Bộ Tư pháp năm 2017, ngành tư pháp tỉnh đứng thứ 63 trên 63 các sở tư pháp của cả nước, thì năm 2018, ngành tư pháp tỉnh đã lên vị trí đứng thứ 7 trên 63 sở tư pháp các tỉnh. Đây là một bước đột phá trong hoạt động của ngành tư pháp tỉnh trong năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang chúc mừng kết quả ngành tư pháp đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, thời gian tới, ngành tư pháp cũng như thành viên Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh cần có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời và tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí top 10 sở tư pháp có thành tích đứng đầu cả nước như hiện nay. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình và chất lượng hiệu quả, đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân ngành tư pháp được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019, ký cam kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thực phẩm an toàn. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới, các cấp các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền phổ biến các kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tới nhân dân. Nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn, bếp ăn tập thể an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Đối với hoạt động thanh tra kiểm tra, các ngành cần tiến hành theo kế hoạch, chú trọng kiểm tra thanh tra có trọng điểm, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Các địa phương phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thực phẩm an toàn, kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019. Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị sản xuất và tiêu thụ thực phẩm đã ký cam kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu thực phẩm an toàn. Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giao thông vận tải năm 2018 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Sự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, toàn quốc xảy ra hơn 18,7 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8,2 nghìn người, bị thương hơn 14,8 nghìn người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác quản lý đầu tư xây dựng khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường, nhiều công trình giao thông trọng điểm được triển khai xây dựng, đưa vào khai thác đạt hiệu quả cao. Tổng nguồn vốn giải ngân xây dựng công trình giao thông đạt hơn 33,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, ngành giao thông vận tải phấn đấu hoạt động vận tải hàng hóa và vận tải hành khách tăng trưởng đạt từ 8 đến 9%. Hoàn thành đầu tư công với nguồn vốn dự kiến khoảng 28,9 nghìn tỷ đồng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, triển khai có hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, triển khai kết cấu hạ tầng giao thông. Ngày 10 tháng 1, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 với chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Mục đích của việc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K81 2019-2020 ngành y tế. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K81 ngành y tế có 79 học viên. Lớp học sẽ trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản và những nguyên lý khoa học cách mạng của học thuyết Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức mới về kinh tế chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, qua đó giúp cho học viên củng cố lập trường chính trị, nâng cao năng lực tư duy khoa học, vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học vào thực tiễn của từng đơn vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 2019, các hồ thủy điện sẽ xả nước phục vụ cho công tác đổ ải đợt 1. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đổ ải đã được công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh hoàn tất. Trong đó, công ty đã sửa chữa 31 tổ máy bơm và thiết bị từ 2.500 m3 một giờ đến 8.000 m3 trên giờ và cải tạo sửa chữa hàng trăm máy bơm của các trạm bơm dã chiến, xây dựng một số cống điều tiết để tích nước tại các khu vực khó khăn về nguồn nước như khu Tây Tiên Lữ, khu Tây Kim Động, Văn Lâm, Hồng Vân, Ân Thi. Hệ thống điều tiết trên sông Kim Ngưu, Kim Động, Khoái Châu, Trung Thủy Nông, Nhân Hòa, Kênh Tiêu, Hòa Đa, Mỹ Hào, Trung Thủy Nông, Phú Hữu,
Đến nay 100% công trình máy móc thiết bị sẵn sàng cho công tác đổ ải. Cùng với đó, công ty cũng đã giải tỏa khơi thông dòng chảy được 701 km, vớt rau bèo sen, tháo dỡ nhiều đăng vó, đập ngưỡng. Để tranh thủ nguồn nước hiện có trong hệ thống sông Trục, công ty phát động bơm đổ ải phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân từ ngày 5 tháng 1 năm 2019. Đối với các trạm bơm phục vụ diện tích lớn, tuyến kênh dài, nguồn nước không bị ô nhiễm, cho bơm đổ ải trước, các trạm bơm khác sẽ điều hành linh hoạt theo tình hình nguồn nước thực tế, phấn đấu cơ bản kết thúc đổ ải đợt xả nước lần 3 vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 đạt 100% diện tích. Với hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây truyền thống, các diện tích cây ăn quả có múi đang trở thành nhóm cây trồng mang lại thu nhập khá cho người dân của huyện Khoái Châu. Toàn huyện trồng 696 ha diện tích cây ăn quả có múi, trong đó tập trung trồng cam vinh với diện tích là 66,5 ha, cam đường canh là 84,5 ha, bưởi diễn 434 ha. Nhờ kỹ thuật thâm canh cùng điều kiện thời tiết thuận lợi nên các diện tích này đều cho năng suất cao và cho thu nhập đạt trên 300 triệu đồng một ha. Một số hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm như trang trại trồng cam vinh của chị Hoàng Thị Hằng, xã Dân Tiến có diện tích hơn 5 mẫu, trang trại trồng cam đường canh của anh Lê Đình Quế ở xã Tân Dân có diện tích là 4,5 mẫu, trang trại trồng bưởi diễn của anh Trần Văn Hưng, xã Nhuế Dương có diện tích gần 2 mẫu. Đến thời điểm này, các diện tích cây có múi tại huyện Khoái Châu hầu hết đều được thương lái đặt mua, ước tính năm nay toàn huyện có doanh thu từ các diện tích này đạt 220 tỷ đồng. Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song từ nhiều ngày nay, khu trung tâm trưng bày hoa xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã bắt đầu tấp nập, thu hút nhiều khách đến tìm mua và chiêm ngưỡng. Nơi đây đã và đang thực sự trở thành trung tâm tiêu thụ hoa kê cảnh của khu vực phía Bắc. Theo người dân nơi đây cho biết, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến để tham quan, chiêm ngưỡng và mua các sản phẩm hoa. Đáng chú ý, trong đó có khá nhiều thương lái đến mua với số lượng lớn mang đi nơi khác tiêu thụ. Ngoài hàng trăm hộ trồng sản xuất hoa thì ở đây còn có tới vài chục doanh nghiệp lớn tiêu thụ và giới thiệu sản phẩm các mặt hàng hoa kê cảnh sản xuất tại địa phương. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các hộ kinh doanh ở đây còn nhập về rất nhiều các loại hoa kê cảnh, cây kiểng của các địa phương khác như Đà Lạt, Đồng Tháp và một số loại hoa nhập từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan về trưng bày cung ứng cho thị trường. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đội thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra chống hàng giả, hàng lậu và các hành vi đầu cơ găm hàng, góp phần bình ổn giá cả thị trường dịp trước, trong và sau Tết. Bánh kẹo, đồ uống và thực phẩm chế biến, đồ ăn là ba mặt hàng trọng điểm được lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra trong dịp Tết. Qua hơn 10 ngày của đợt cao điểm kiểm tra, tính từ cuối tháng 12 năm 2018 đến nay, các đội của Cục Quản lý Thị trường tỉnh chưa phát hiện các hành vi vi phạm về hàng giả. Qua kiểm tra, hàng hóa bày bán đều rõ nguồn gốc xuất xứ, có niêm yết giá bán công khai. Về xuất xứ, nơi sản xuất, hàng Việt Nam, hàng sản xuất trong nước chiếm đa số và đây cũng là lựa chọn cho người tiêu dùng khi mua sắm. Trong thời gian qua, các đội thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã bắt giữ kịp thời 8 vụ vận chuyển thịt lợn không đảm bảo các quy định của pháp luật về vận chuyển, giết mổ nên đã tịch thu tiêu hủy và xử phạt mỗi chủ hàng từ 5 đến gần 10 triệu đồng. Cầu Đình Dù nối từ đường DH11B chạy qua tuyến đường sắt và đấu nối với đường tỉnh 385 đã xuống cấp, hiện không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Do nằm trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã Đình Dù và khu công nghiệp Phố Nối, nên tại khu vực cầu Đình Dù và các giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông. Hơn nữa, cầu lại nằm tiếp giáp với tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, cho nên sự nguy hiểm luôn luôn rình rập đối với người tham gia giao thông nếu tình trạng ùn tắc giao thông không được điều tiết kịp thời. Thống kê trong những năm vừa qua, tại khu vực trên năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông đường sắt làm chết người. Hiện nay cầu Đình Dù lại nhỏ và xuống cấp, trong khi lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây lại lớn. Do đó, để tránh ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra, mong rằng huyện Văn Lâm sớm đầu tư nâng cấp mở rộng cầu Đình Dù nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua, nhân dân xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình và phong trào ở địa phương.
Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Nhật Quang đã vận động nhân dân tích cực thi đua sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 47 triệu đồng một năm. Nhân dân toàn xã đã đóng góp tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng để xây dựng các công trình như hoàn thành đổ bê tông hơn 10 km đường thôn, xóm và ngõ xóm. Các tuyến đường đều rộng tối thiểu từ 2,5 đến 3 mét, xây dựng 3 nhà văn hóa của 3 thôn với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho các hoạt động hội nghị, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, xã Nhật Quang đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần của người lính Cụ Hồ năm xưa, ông Nguyễn Văn Hệ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Dị Chế huyện Tiên Lữ, luôn hết mình trong các hoạt động của địa phương, đặt tâm tư tình cảm của người dân lên hàng đầu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, công việc và luôn được nhân dân tin yêu. Gần 16 năm gắn bó với công tác mặt trận của địa phương, ông Hệ luôn cho rằng người cán bộ mặt trận phải là người gần dân, hiểu dân nhất thì mới đưa tiếng nói của nhân dân đến gần với đảng, với chính quyền. Ông Hệ luôn nắm bắt từng hoàn cảnh, từng gia đình để vận động tuyên truyền nhân dân. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do Mặt trận Tổ quốc các cấp khởi xướng phát động luôn được nhân dân thực hiện tốt, như mô hình khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, phong trào xây dựng khu dân cư 3.0, vận động xã hội hóa, xây dựng các công trình công cộng như đình chùa, đổ bê tông, đường làng ngõ xóm. Đồng chí Hệ luôn quan tâm đến các cái hoạt động trong cộng đồng khu dân cư, mà đặc biệt là cái hoạt động về văn hóa xã hội, đồng thời xây dựng cái phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà ông Hệ rất là sâu sát. Mọi việc chung ở xã đều được tổ chức họp bàn dân chủ công khai cả trong chi bộ đến từng người dân. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân ở Dị Chế luôn được giữ vững, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, hòa giải hiệu quả nhiều vụ việc. Nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong cái thời gian tham gia công tác, tôi tâm đắc nhất và tôi thích nhất là trong khi đó làm cái công tác mặt trận, được là mang cái tính vai trò và trách nhiệm của cái tổ chức của mình. Đấy là được đi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tình làng nghĩa xóm, cũng như là vận động tuyên truyền bà con thực hiện theo đường lối pháp luật của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước. Bằng những việc làm cụ thể, ông Nguyễn Văn Hệ nhiều lần được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận của địa phương.